tạm giữ hình sự CEO IORTV Hàn Hữu Hải. Hàn Hữu Hải, CEO IORTV, mạng xã hội video chia sẻ doanh thu dành cho giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam, và Trần Lê Phạm Trung bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự để điều tra dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hai sàn giao dịch tiền ảo sau khi bị nhiều người tố cáo. Ngày 29 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Hàn Hữu Hải, tên thường gọi là Mr. Henry, 35 tuổi, quê Phú Thọ, và Trần Lê Phạm Trung, thường gọi là Evanser Trung Trần, 34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hai trang sàn giao dịch tiền ảo VKINZICH.club và VKINTOP1.com. Theo đó, sau khi nhận được nhiều đơn thư tố giác của người dân về việc Hải và Trung chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch điện tử VKINZICH.club và VKINTOP1.com, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh và mời hai người này đến để đấu tranh, làm rõ. Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Hải và Trung có quen biết từ trước và đã bàn bạc hợp tác tạo trang web VKINZICH.club và VKINTOP1.com rồi quảng bá, thu hút các nhà đầu tư tiền ảo. Hai sàn tiền ảo này hoạt động theo kiểu đa cấp, lấy tiền người trước trả cho người sau. Cả hai tính toán khi người chơi nạp một lượng lớn tiền vào thì sẽ khóa sàn để chiếm đoạt. Hải và Trung yêu cầu người tham gia đầu tư mua USD trên các sàn Binance C98, sau đó chuyển sang đồng USDT. Giá trị quy đổi một đồng USDT tương đương 1 USD trên ví của nhà đầu tư rồi chuyển vào ví điện tử của Hải. Tiếp đó, Hải để lập trình viên đổi tiền USDT của nhà đầu tư sang đồng tiền Gold, 1 USDT đổi được 1.000 Gold. Nhà đầu tư đặt lệnh chơi bài Baccarat với hai cách chơi gồm, người chơi có thể chơi tự do, ăn thua trực tiếp với khuyến cáo là rủi ro cao. Cách thứ hai là mua bảo hiểm tuần, khách đánh theo lệnh của các đại lý và được hoàn tiền nếu thua. Quá trình điều tra, công an xác định khi nhà đầu tư thắng, có nhiều đồng gôn muốn rút thì Hải đặt lệnh khó khiến không một nhà đầu tư hay đại lý nào rút được tiền. Tính đến cuối tháng 9 năm 2021, trên sàn VKINZICH.club Hải và đồng bọn thua lỗ 2.600.000 USDT nhưng không chi trả cho nhà đầu tư. Trên thực tế, số tiền nhà đầu tư nạp vào đều nằm trong ví điện tử của Hải. Giai đoạn đầu tháng 10 năm 2021, do công an đồng loạt truy quét các sàn tiền ảo và số lượng nhà đầu tư đã đến giới hạn nên Hải và đồng bọn chủ động đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Hiện nay, đã có 9 người làm đơn tố cáo Hải và Trung. Với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng và nhiều nạn nhân khác đang làm đơn tố cáo hai người này về tội chiếm đoạt tài sản. Theo tìm hiểu, Hàn Hữu Hải là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều người biết đến với vai trò là CEO của VNTC International. Người này từng làm trong các công ty truyền thông đa quốc gia. Người này cũng là CEO của IORTV, mạng xã hội video chia sẻ doanh thu dành cho giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam.